Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Xuân Tùng đang có mặt tại điểm phát gạo tự động cho người nghèo các bạn ạ. Hãy nhấn chuông để nhận gạo miễn phí 24/24 nha. Vậy là hoạt động suốt ngày đêm nha. Và hiện tại thì đã có cơ quan chức năng tới đây để hỗ trợ cho việc phát gạo được thuận tiện và nhanh chóng. Khi mọi người tới đây thì sẽ để xe dưới bên lề đường này. Hiện tại thì lưu thông xe cộ không có nhiều nên là có thể để xe ở chỗ này cũng khá là ổn. Phía xa là đang có cái xe tải tới để đưa gạo xuống đây. Ở phía trong đây thì có nhiều người đang tới để xếp hàng và nhận gạo. Hiện tại thì có 3 cái máy phát gạo nha các bạn. Khi mà mọi người tới đây thì có thể lấy cái bịch trắng và đứng trước cái máy phát gạo này thì bấm vào nút chuông thì gạo sẽ được chảy ra ngoài cái ống vòi. Hiện tại thì có 3 cái máy cho mọi người tới để nhận gạo. Và thường thì mỗi người sẽ chỉ nhận được một gạo một lần trên một ngày thôi nha. Và mỗi lần là 1,5 kg. Và hiện tại thì có camera và có người quan sát nên là cái việc mà mọi người nhận nhiều lần thì ít xảy ra. Sẽ có người để nhắc nhở về cái vấn đề này. Và mọi người nào thực sự khó khăn thì hãy lấy một lần về cho gia đình của mình nhé. Mấy ngày trước thì cũng có nhiều anh chị em cũng tới đây để ghi lại hình ảnh cho mọi người xem. Hiện tại thì mình sẽ đến lại cái khu vực mà xem họ nhận gạo như thế nào nhé. Đây là một không gian cà phê cũ này, những vụ gạo và những núi gạo nhỏ được xếp trồng ở nơi đây. Chúng ta có thể nhìn thấy khá là nhiều các bạn ạ. Rất là nhiều lực lượng và mạnh thường quân tới đây để ủng hộ gạo. Và hiện tại thì chắc là thấy cái anh này to cao vạm vỡ nên là người phát gạo đây đã hướng dẫn cho anh này có thể xin việc làm ở nơi đây, có thể ứng tuyển vào vị trí bốc vác gạo và cho điểm phân phát gạo này nhé. Thì mọi người sẽ có thể nhận lương được từ 6-7 triệu. Mình cũng thấy rất là hay và ý nghĩa các bạn ạ. Mọi người tới đây vẫn được làm việc và được hỗ trợ thêm tiền lương. Đây là địa điểm mà nhận gạo nhé. Đây khá là nhiều cái ụ gạo được chất ở nơi đây các bạn ạ. Có cả anh công an tới để hỗ trợ công việc này. Đấy, có 2 người giao gạo ở một trên nhánh nào đó. Ở phía sau là những cái núi gạo nhỏ được chất lên và xếp ngay ngắn gọn gàng ở đây để chuẩn bị phân phát cho mọi người. Đây là thông tin để chúng ta có thể liên hệ để ủng hộ gạo cho cái điểm ATM này nhé. Và phía dưới là có thêm cái địa điểm khác là thiếu nhi quận 12 và một địa điểm khác nữa là Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Đây là cái bảng cho hướng dẫn này, chúng ta nên được cách xa nhau 2 mét để đảm bảo về an toàn trong thời điểm dịch bệnh này nhé. Bên đây thì vẫn liên tục cũng có người tới đây để xếp hàng và nhận gạo các bạn ạ. Với cái phần tổ chức ở đây và sắp xếp khá là tốt. Và mọi người cũng có ý thức tới để xếp hàng và nhận gạo. Thực sự thì trong thời điểm khó khăn này thì những cái công việc, những cái hành động này rất là ý nghĩa và thiết thực để mọi người cùng chung tay để bước qua cái thời điểm khó khăn này nha các bạn.
Hiện tại thì không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh thành khác nữa, thì các mạnh thường quân, những người có điều kiện, họ cũng chung tay vào để hỗ trợ và giúp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cùng nhau chung tay vượt qua được cái thời điểm khó khăn này. Rất là ý nghĩa và trân trọng những điều như vậy các bạn ạ. Mọi người tới đây thì đó, có chị này tới để một chị tới để phát khẩu trang đó, trên tay là cả mấy khẩu trang để phát cho mọi người. Chỉ trong những thời kỳ khó khăn ta mới thấy được cái lòng tốt đến những cái niềm tin mà chúng ta thực sự rất là cảm động các bạn ạ. Phía xa là một cái xe hơi đang tới để ủng hộ quyên góp gạo cho nơi đây các bạn ạ. Phía bên đường thì cũng có nhiều người, cũng một phần vì hiếu kỳ, một phần thì cũng muốn qua để nhận gạo, đang xếp hàng, họ họ ngó ngó qua. Đây đều có mọi người hướng dẫn là tận tình để tới phát gạo. Mọi người đều phải bỏ nón bảo hiểm này, có các loại nón này khi mà lấy gạo, để nhân viên bên trong có thể biết người nào có thể đã lấy được nhiều lần, ví dụ là đã lấy rồi hay chưa. Thì khi mà những người mà lấy rồi thì họ sẽ nhắc nhở, hãy để dành cho người khác, cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Và mỗi người chỉ được nhận gạo một lần trên một ngày thôi. Hãy cùng chia sẻ khó khăn. Mình đã nhận rồi thì hãy nhường lại cho người khác. Và chúng ta sẽ xem lại một lần. Phía trong này vẫn còn rất nhiều gạo. Và hàng ngày thì đều có rất nhiều người tới quyên góp ủng hộ. Để chung chung tay giúp đỡ cho những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Để có được công việc làm, mình đỡ phải
nhọc nhằn trong những cái ngày mùa dịch này được không ạ? Vợ cũng vậy, tới thì vợ anh nói để thì giờ anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ mình trước. Bây giờ qua bên nhân sự em đang tuyển người, anh cứ qua bên đó, miễn là thanh niên đều có việc làm hết. Dạ. Dạ có rất là nhiều việc để làm, mà chú qua bên đâu? Rất là ý nghĩa và nhân văn các bạn ạ. Hay ban tổ chức thì cũng có hỗ trợ công việc cho những người nào thanh niên mạnh khỏe tới đây để có thể là bốc phát, là sắp xếp gạo để hỗ trợ công việc cho ban tổ chức. À, đây là văn phòng kế bên các bạn, văn phòng ở phía trong ấy, mình cũng không tiện để quay lại. Thì những anh em nào sức dài vai rộng, thanh niên khỏe mạnh thì có thể tới đây để nhận việc.